Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng phối hợp với Sở Y tế thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, khối học sinh trung học cơ sở, đến các điểm cầu tại Ủy ban Nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các trường có khối trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tập huấn, các điểm cầu đã được nghe lãnh đạo hai sở phổ biến về kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, các nội dung cần chuẩn bị trước, trong và sau tiêm, công tác phối hợp giữa các trường và đơn vị tiêm chủng, các thông điệp cần tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh, người giám hộ đến vấn đề tiêm chủng. Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11, thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành tiêm hơn 62.000 liều vaccine Pfizer, trong đó có đối tượng là học sinh lớp 8, lớp 9, đủ 12 tuổi trở lên, tại các trường, trung tâm trên địa bàn thành phố thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, cùng cả trẻ em nước ngoài. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học tiếp tục rà soát lập danh sách học sinh, học viên đang học lớp 8, lớp 9 theo mẫu đăng ký. Chủ động phối hợp đơn vị phụ trách tiêm chủng triển khai các nội dung như đã triển khai đối với đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông. Trước đó, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 11, thành phố Đà Nẵng đã tiêm phòng COVID-19 cho 44.402 học sinh từ 15 đến dưới 18 tuổi, đạt tỷ lệ 98,4%.